Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời các câu hỏi bài tập trong bài số 4 Một số phép biến đổi căn thức bậc 2 của biểu thức đại số Trang 67, sách giáo khoa toán 9 cánh diều tập 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô quan sát vào phần bài toán mở đầu nào Khí trong động cơ giãn nở từ áp suất P1 và thể tích V1 đến áp suất P2 và thể tích V2 Thỏa mãn đẳng thức sau P1 trên P2 bằng V1 trên V2 tất cả bình phương. Đề bài hỏi rằng có thể tính được thể tích V1 theo P1, P2 và V2 được hay không? Thì ở đây cô thấy rằng từ đẳng thức P1 trên P2 bằng V1 trên V2 tất cả bình phương, chúng mình hoàn toàn có thể tính được thể tích V1 theo P1, P2 và V2. Đúng không nhỉ? Rồi cô sẽ có câu trả lời cho bài toán mở đầu như sau. Có thể tính được thể tích V1. Theo P1P2 và V2 Như vậy làm thế nào chúng ta có thể tính được thể tích V1? Thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Một la mã, căn thức bậc 2 của một bình phương. Quan sát cho cô vào hoạt động số 1 nào. Đề bài của hoạt động số 1 yêu cầu các bạn hãy tìm số thích hợp cho dấu hỏi chấm. A nhỏ, căn bậc 2 của 7 mũ 2 bằng bao nhiêu? Ý B, căn bậc 2 của âm 9 mũ 2 bằng bao nhiêu? Và ý C, căn bậc 2 của A bình phương bằng gì? Với A là một số cho trước. À, ở bài trước chúng ta đã được học rồi đúng không nào? Ta sẽ có là căn của A bình phương thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A. Như vậy ở ý A nhỏ, cô sẽ có căn của 7 bình phương bằng giá trị tuyệt đối của 7 và sẽ bằng 7. Tương tự như vậy, ý B, căn bậc 2 của âm 9 mũ 2 bằng giá trị tuyệt đối của âm 9 và bằng 9. Ý C. Căn bậc 2 của A bình phương thì theo đúng như công thức cô sẽ có là bằng giá trị tuyệt đối của A. Và đến đây chúng ta chưa thể xác định được là bằng A hay là bằng trừ A. Bởi vì chúng mình chưa biết dấu của A. Đúng không? Vậy thì cũng như căn bậc 2 số học, ta có quy tắc về căn thức bậc 2 của một bình phương như sau. Với mỗi biểu thức A, ta có căn bậc 2 của A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A. Tức là căn bậc 2 của A bình phương sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A và bằng A nếu như A không âm, A lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng âm A nếu như A nhỏ hơn 0. Quan sát cho cô vào ví dụ số 1 nào. Áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một bình phương, hãy rút gọn các biểu thức sau. Ý A nhỏ, căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình với x lớn hơn hoặc bằng 2. Ý B là căn bậc 2 của x mũ 4. À theo đúng như công thức nhé. Chúng ta sẽ có căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình phương bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 2. Đến đây chúng ta sẽ xác định dấu này. Đề bài cho là gì đấy ạ? X lớn hơn hoặc bằng 2. Đúng không? Vậy thì cô sẽ cộng âm 2 vào cả hai vế. Chúng ta sẽ có x trừ 2 lớn hơn hoặc bằng 2 trừ 2 Có nghĩa là x trừ 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 Vậy thì giá trị tuyệt đối của x trừ 2 sẽ bằng x trừ 2 Được chưa ạ? Chúng ta cần nhớ là có thêm cái điều kiện này này Ý B nào? À ý B ở đây cô thấy không có điều kiện Thì chúng ta có thể xác định được dấu hay không Mình quan sát nhé Căn của x mũ 4 X mũ 4 thì cô phân tích được là bằng x mũ 2 tất cả mũ 2 Vậy theo đúng như công thức trên thì căn của x mũ 2 tất cả mũ 2 sẽ bằng giá trị tuyệt đối của x mũ 2. Đến đây cô có thể xác định được dấu ngay là bằng x mũ 2 bởi vì là x mũ 2 thì luôn không âm với mọi số thực x. Được chưa? Rồi bây giờ từ ví dụ số 1 từ phần ghi nhớ chúng ta sẽ thực hiện cho cô phần luyện tập 1 nào. Cô viết xuống dưới này nhá. Đề bài yêu cầu là hãy áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một bình phương rút gọn cho cô các biểu thức sau. A nhỏ Căn bậc 2 của x bình phương cộng 6x cộng 9 À cô thấy đây chính là hàng đẳng thức x cộng 3 tất cả mũ 2 Vậy chúng ta sẽ có là bằng căn của x cộng 3 tất cả mũ 2. Căn của A bình phương thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A là bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 3. Rồi, đến đây chúng ta sẽ xác định dấu cho cô. Đề bài ở đây cho là x nhỏ hơn âm 3. Như vậy là cô cộng với 3 vào cả hai vế thì cô sẽ có x cộng 3 nhỏ hơn 0. Đúng không? x cộng 3 nhỏ hơn 0 thì giá trị tuyệt đối của x cộng 3 sẽ bằng bằng gì đây ạ? bằng trừ a này là bằng cô viết xuống dưới nhé sẽ bằng trừ của x cộng 3 đúng không hoặc chúng ta có thể viết là trừ x trừ 3 bởi vì sao nhỉ chúng mình phải có phần giải thích này bởi vì là x cộng 3 nhỏ hơn 0 khi x nhỏ hơn âm 3 rồi đó là câu A Tương tự như vậy với câu B nào Câu B ở đây thì cô không thấy có điều kiện gì Xem chúng mình có thể xác định được dấu hay không này Căn bậc 2 của Y mũ 4 Cộng 2 Y bình phương Cộng 1 Đây cũng chính là hàng đẳng thức Y bình phương cộng 1 tất cả bình Đến đây cô sẽ viết được là bằng Căn bậc 2 của Mở ngoặc Y bình phương cộng 1 tất cả bình thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của y bình cộng 1. À, y bình thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi số thực y. Như vậy y bình cộng 1 thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn 0 với mọi số thực y. Đúng không? Một số không âm này cộng với 1 thì chắc chắn nó phải là một số dương. Vậy cho nên ở đây không cần điều kiện, cô cũng có thể viết được bằng y bình cộng 1 luôn đã có thêm một câu giải thích ở đây bởi vì y bình cộng 1 lớn hơn 0 với mọi y. Rồi đó, luyện tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển cho cô sang phần tiếp theo, căn thức bậc 2 của một tích, mục 2 là mã. Chúng ta sẽ quan sát cho cô vào hoạt động số 2. Đề bài của hoạt động số 2 yêu cầu các bạn là so sánh A nhỏ căn bậc 2 của 16 nhân với 0,25 và căn bậc 2 của 16 nhân với căn của 0,25. Ý B, căn bậc 2 của A nhân B và căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B với AB là hai số không âm. Thì ở những bài trước chúng ta đã được học gì đấy nhỉ? Căn bậc 2 của A nhân B thì sẽ bằng căn bậc 2 của A nhân với căn bậc 2 của B với AB không âm. À vậy thì chính từ công thức này chúng ta đã trả lời được ý B rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho cô ý A trước nhé. Cô sẽ có này. Căn bậc 2 của 16 nhân với 0,25. 16 và 0,25 thì chắc chắn là hai số dương. Vậy nên cô sẽ viết bằng căn bậc 2 của 16 nhân với căn bậc 2 của 0,25 đó, chúng ta đã so sánh xong ý A này. Ý B. Căn bậc 2 của A nhân B sẽ bằng căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B. Với điều kiện là AB sẽ phải làm sao nhỉ? Lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Ở đây sẽ là lớn hơn hoặc bằng 0 nhé. Rồi, cũng như căn bậc 2 số học, thì ta có quy tắc về căn thức bậc 2 của một tích như sau. Với các biểu thức AB không âm, ta có căn bậc 2 của A nhân B sẽ bằng căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B. Quan sát cho cô vào ví dụ số 2. Áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một tích, hãy rút gọn biểu thức sau. A nhỏ, căn bậc 2 của 4A bình phương. Ý B, căn bậc 2 của 2A nhân với căn bậc 2 của 8A với điều kiện là a lớn hơn 0. Nào ở a trước nào, a thì không có điều kiện này. Để chúng mình quan sát này. Căn 4a bình phương thì sẽ bằng căn 4 nhân căn a bình. Căn 4 thì bằng 2 rồi. Căn a bình thì chính là giá trị tuyệt đối của a. À không có điều kiện nên chúng ta không xác định được dấu của a nhé. Mình giữ nguyên cho cô. Tiếp tục ý B nào. Căn của 2a nhân căn của 8a ngược lại đúng không căn a nhân căn b thì sẽ bằng căn a nhân b về đây cô sẽ viết được là bằng căn của 2 a nhân 8 a có nghĩa là bằng căn của 16 a bình phương đến bước này chúng ta lại tiếp tục tách ra sẽ bằng căn của 16 nhân căn của a bình phương bằng 4 nhân giá trị tuyệt đối của a vì đề bài cho a lớn hơn không nên cô sẽ xác định được dấu của a khi đó cô có 4 nhân giá trị tuyệt đối của a sẽ bằng 4a bởi vì a lớn hơn 0. Đúng chưa? Tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện cho cô phần luyện tập số 2 nào. Đề bài của luyện tập số 2 là áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một tích, hãy rút gọn cho cô các biểu thức sau đây. A nhỏ căn 9x mũ 4 thì sẽ bằng căn 9 nhân căn x mũ 4. Căn 9 thì bằng 3 này, nhân với cô phân tích một chút nhá. Căn của x mũ 4 chính là x bình phương tất cả bình phương. Có nghĩa là bằng 3 nhân với giá trị tuyệt đối của x bình phương. x bình phương thì luôn luôn lớn hoặc bằng 0. Nên không cần đề bài cho điều kiện, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bằng 3 nhân x bình phương. Được chưa? Ý B nào. căn của 3a mũ 3 nhân căn của 27a. Ngược lại so với a nhá. Cô sẽ có là bằng căn của 3a mũ 3 nhân 27a. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì ở đây đề bài đã cho là a lớn hơn 0. Vậy cho nên là biểu thức dưới dấu căn này là 27A này cũng sẽ lớn hơn 0. 3A mũ 3 cũng sẽ lớn hơn 0. Vậy nên là cô có thể viết được căn A nhân căn B thì sẽ bằng căn của A nhân B. Chú ý cho cô điều kiện nhé. Rồi đến đây chúng ta sẽ có là bằng căn của 3 nhân 27 thì chính là 81 này. A mũ 3 nhân A là A mũ 4 Đến đây chúng ta lại tiếp tục tách ra bằng căn 81 nhân căn của a mũ 4 bằng 9 nhân giá trị tuyệt đối của a bình phương và bằng 9 a bình phương, đơn giản chưa? Tiếp tục chuyển cho cô sang mục 3, căn thức bậc 2 của một thương. Lúc nãy chúng mình đã tìm hiểu về căn thức bậc 2 của một tích rồi, còn thương thì sao nhỉ? Ta sẽ cùng với cô tìm hiểu trong mục số 3. Quan sát cho cô vào hoạt động số 3 nào. Đề bài cũng yêu cầu là so sánh này. A nhỏ căn của 49 phần 169 và căn 49 phần căn của 169. Ý B, căn của A trên B và căn A trên căn B với A là số không âm và B là số dương. Không âm ở đây có nghĩa là A sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 Còn là một số dương thì B sẽ phải lớn hơn hẳn 0 Đúng không? B nằm ở mẫu thì B chắc chắn là phải khác không rồi B chúng ta sẽ có cho cô ý A trước Cô sẽ có căn của 49 phần 169 Thì bằng căn của 49 trên căn của 169 Ở bài trước chúng ta đã học rồi đúng không? căn a phần b sẽ bằng căn a trên căn b với điều kiện là a lớn hơn hoặc bằng 0 và b lớn hơn 0. Như vậy từ đó có kết luận được ngay ở ý b. căn của a trên b thì sẽ bằng căn a trên căn b với điều kiện a lớn hơn hoặc bằng 0 và b lớn hơn 0. Như vậy là cũng như căn bậc 2 của số học Ta có quy tắc về căn thức bậc 2 của một thương như sau. Với biểu thức A không âm và biểu thức B dương, ta có căn của A trên B sẽ bằng căn A trên căn B. Quan sát cho cô vào ví dụ số 3 nào. Đề bài yêu cầu là áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một thương, hãy rút gọn biểu thức sau đây. A nhỏ, căn của 4A bình trên 25. Ý B, căn 125A trên căn 5A. Với điều kiện a lớn hơn 0. Đầu tiên với a trước này. Cô thấy rằng 4a bình chắc chắn là một biểu thức không âm rồi. 25 thì luôn luôn lớn hơn 0. Vậy nên chúng sẽ bằng căn của 4a bình trên căn 25. Ở trên tử thì chúng ta sẽ tách cho cô, căn 4a bình thì sẽ bằng gì nhỉ? Căn của a nhân b sẽ bằng căn a nhân căn b. Vậy ở đây sẽ bằng căn 4 nhân căn a bình phương là bằng 2 nhân giá trị tuyệt đối của A. Còn ở dưới mẫu thì có 5 rồi. Được chưa? Vì đề bài không cho điều kiện của A nên chúng mình sẽ giữ nguyên cho cô là 2 nhân giá trị tuyệt đối của A trên 5. Đó là kết quả. Ý B nào? Ý B ngược lại một chút này. Căn A trên căn B thì sẽ bằng căn của A trên B. Vì đề bài đã cho là A lớn hơn 0 nên là biểu thức ở dưới dấu căn này luôn luôn lớn hơn không nhé ta đủ điều kiện đúng không? Ta sẽ đưa về dạng là căn của a trên b. Có nghĩa là căn của 125a trên 5a. Rút gọn đi thì sẽ bằng căn 25. Kết quả cô có là bằng 5. Bây giờ thực hiện cho cô phần luyện tập số 3 nào. Đề bài là áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một thương, hãy rút gọn cho cô các biểu thức sau đây. a nhỏ căn của 9 trên x trừ 3 đóng ngoặc bình phương với điều kiện là x lớn hơn 3. Rồi bây giờ cô sẽ có nhé. x trừ 3 tất cả bình phương thì chắc chắn là lớn không bởi vì đề bài cho x lớn hơn 3 nên x trừ 3 sẽ lớn hơn 0. Hay nói cách khác là x trừ 3 tất cả bình phương sẽ lớn hơn 0. Ở đây cô sẽ tách được là bằng căn 9 trên căn của x trừ 3 tất cả bình phương bằng 3 trên giá trị tuyệt đối của x trừ 3 thì sẽ bằng 3 trên x trừ 3 Tại vì sao nhỉ? Bởi vì là x trừ 3 lớn hơn 0 khi mà x lớn hơn 3 Tương tự ý B nào căn của 48 x mũ 3 trên căn của 3 x mũ 5 với điều kiện là x lớn hơn 0 cho nên là 48 x mũ 3 và 3 x mũ 5 thì đều lớn hơn 0 khi đó cô có thể viết bằng căn của 48 x mũ 3 trên 3 x mũ 5 rút gọn nào ở đây cô sẽ có là bằng căn của 48 chia 3 thì nó sẽ là 16. x mũ 3 ở dưới là x mũ 5 chúng ta rút gọn đi thì ở dưới sẽ còn x bình phương. À tiếp tục lại đưa về dạng căn a trên căn b. căn 16 trên căn của x bình phương. Cô viết xuống dưới nhá. bằng 4 trên giá trị tuyệt đối của x. Vì đề bài cho x lớn hơn 0 nên chúng mình sẽ viết được là bằng 4 trên x. Vì x lớn hơn 0 đó là phần luyện tập số 3. Tiếp tục chuyển cho cô sang một phần nữa trong bài học ngày hôm nay. Phần này rất là quan trọng này. Bốn la mã, chụp căn thức ở mẫu. Quan sát cho cô và hoạt động số 4 nào xét phép biến đổi 5 trên căn 3 bằng 5 nhân căn 3 trên căn 3 tất cả mũ 2. À, cô đang thực hiện nhân cả tử số và mẫu số với căn 3. Thì ở trên tử sẽ là 5 căn 3, còn dưới mẫu khi đó sẽ biến thành 3. Bây giờ chúng ta hãy xác định cho cô mẫu thức của mỗi biểu thức sau đây. 5 trên căn 3 và 5 căn 3 trên 3. À, bài này đơn giản rồi đúng không? Đầu tiên cô sẽ có này, mẫu thức của biểu thức biểu thức cô viết tắt nhá. 5 trên căn 3 thì sẽ là căn 3. Giống như là chúng ta đi xác định mẫu của phân số đúng không? Tương tự như vậy, mẫu thức của biểu thức 5 căn 3 trên 3 thì sẽ là 3. À như vậy ở đây cô thấy rằng Phép biến đổi trên đã làm mất căn thức ở mẫu của biểu thức 5 trên căn 3. Đúng không? 5 trên căn 3 thì bằng 5 căn 3 trên 3 nhưng mẫu ở đây cô thấy khác nhau này. Ở đây chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Phép biến đổi làm mất căn thức ở mẫu của một biểu thức thì sẽ được gọi là trục căn thức ở mẫu của biểu thức đó. Ghi nhớ cho cô cụm từ trục căn thức ở mẫu này. Chúng ta sẽ sử dụng kiến thức này rất là nhiều trong các bài toán rút gọn. Bây giờ quan sát cho cô vào ví dụ số 4. Đề bài yêu cầu là trục căn thức ở mẫu của 1 trên căn x cộng 1 với x lớn hơn âm 1. Có nghĩa là điều kiện ở đây là căn thức đã có nghĩa rồi nhá. Rồi đây ta có này, 1 trên căn x cộng 1 thì sẽ bằng cô nhân cả tử và mẫu của căn thức này, của biểu thức này với căn của x cộng 1 đúng không? Thì chúng ta sẽ có trên tử là căn x cộng 1, còn dưới mẫu thì sẽ là căn x cộng 1 nhân căn x cộng 1 chính là căn của x cộng 1 tất cả bình phương thì sẽ bằng x cộng 1, đúng không nào? Chú ý này, với các biểu thức AB mà B lớn hơn 0 thì ta sẽ có A trên căn B bằng A căn B trên B. Các bạn ghi nhớ cho cô nhé thực hiện luyện tập số 4 nào rồi, chúng ta sẽ có phần luyện tập số 4 như sau. Đề bài yêu cầu là trục căn thức ở mẫu cô viết lại. X bình trừ 1 trên căn của x trừ 1. Với điều kiện ở đây là x sẽ lớn hơn 1. Là căn thức này của mình đã có nghĩa rồi. Bây giờ từ chú ý này, A trên căn B sẽ bằng A căn B trên B. Ở đây cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn của x chữ 1. Sẽ bằng, mở ngoặc ra nhé, chúng ta lấy cả cụm ở trên tử là x bình chữ 1 nhân với căn của x chữ 1. Nhân với căn x chữ 1. Ở dưới mẫu sẽ là căn x chữ 1 nhân căn x chữ 1 thì cô sẽ viết luôn là căn của x 1 bình phương. Rồi đến đây chúng ta sẽ có là bằng Các bạn tách cho cô này. x bình 1 là hàng đẳng thức, x 1 nhân x cộng 1. Để chúng mình đi rút gọn. Nhân với căn x 1 cô giữ nguyên. Dưới mẫu này sẽ là x 1. Rồi đến đây cô thấy là x 1 và x 1 có thể rút gọn này. Kết quả cuối cùng sẽ là x cộng 1 chú ý vẫn phải có dấu ngoặc nhân căn x trừ 1. Nếu như ở đây các bạn không viết dấu ngoặc thì bình thường chúng ta sẽ hiểu là x cộng với 1 nhân căn x 1. Như vậy là kết quả rút gọn sẽ sai nhé. Rồi, đó là luyện tập số 4 này. Tiếp tục quan sát cho cô vào ví dụ số 5. Đề bài cũng yêu cầu là trục căn thức ở mẫu của 5 trên 2 cộng căn 3. Rồi ta có 5 trên 2 cộng căn 3 sẽ bằng. Trục căn thức ở đây là chúng ta sẽ làm biến mất căn đi. À để làm biến mất căn thì chúng ta sẽ có nào. Ở đây cô sẽ coi đây là A này. Đây là B này. Thì chúng mình có hàng đẳng thức A cộng B nhân A trừ B sẽ bằng a bình phương trừ đi b bình phương. Phải có bình phương thì mới mất được căn. Vậy ở đây cô muốn là có căn 3 bình phương thì các bạn sẽ phải nhân với 2 trừ căn 3. Khi đó cô sẽ có hàng đẳng thức a bình trừ b bình, đúng không? Thì sẽ mất đi căn 3. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 2 trừ căn 3. Ở trên tử thì nhân ra cho cô là bằng 10 trừ 5 căn 3. Còn dưới mẫu thì cô sẽ có hàng đẳng thức là 2 bình phương trừ đi căn 3 tất cả bình phương. Sẽ bằng 10 trừ 5 căn 3 giữ nguyên này. Dưới mẫu là 4 trừ 3. 4 trừ 3 thì bằng 1 rồi. Vậy bỏ mẫu đi cho cô. Còn lại tử là 10 trừ 5 căn 3. Bây giờ tương tự như vậy chúng ta sẽ thực hiện cho cô luyện tập số 5. Và các bạn chú ý này. Với các biểu thức ABC mà B lớn hơn hoặc bằng 0 và A bình khác B. Ta sẽ có C trên A cộng căn B bằng c nhân với a trừ căn b trên a bình trừ b. Tương tự c trên a trừ căn b sẽ bằng c nhân với a cộng căn b trên a bình trừ b. Được chưa? A trừ căn b ở đây được gọi là biểu thức liên hợp của a cộng căn b và ngược lại a cộng căn b cũng sẽ gọi là biểu thức liên hợp của a trừ căn b. Thực hiện cho cô phần luyện tập số 5 nhé. trục căn thức ở mẫu của x trừ 1 trên căn x trừ 1 với điều kiện là x lớn hơn 1. Rồi, x mà lớn hơn 1 thì chắc chắn là căn x có nghĩa rồi. Và x ở đây cũng khác một thỏa mãn điều kiện mẫu khác không rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trục căn thức ở mẫu cho cô. Nào, theo đúng như công thức này. C trên A trừ căn B. Ở đây là căn A trừ B thì cũng như vậy thôi đúng không ạ? Cô sẽ có cô nhân cả tử và mẫu với căn x cộng 1. Ở dưới mẫu chúng mình sẽ có là căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1. Đến đây sẽ bằng, ở trên tử cô giữ nguyên nhé, x trừ 1 nhân căn x cộng 1 dưới mẫu sẽ là căn x bình phương trừ đi 1 bình phương thì sẽ bằng x trừ 1 nhân căn x cộng 1 trên x trừ 1 à cô rút gọn này trên tử và dưới mẫu đều có x trừ 1 vậy chúng mình rút gọn đi thì kết quả cuối cùng sẽ bằng căn x cộng 1 đó, luyện tập số 5 này Tiếp tục quan sát cho cô vào ví dụ số 6. Đề bài yêu cầu là chụp căn thức ở mẫu của A trên căn A cộng 2 trừ đi căn 2. Với điều kiện là A lớn hơn 0 thì biểu thức dưới căn này cũng có nghĩa rồi. Lúc nãy thì chúng ta có căn x trừ 1. À chỉ có một vế là có căn thôi. Vế còn lại không có căn. Thì ở đây cả hai vế của chúng ta đều có căn. Thì làm sao nhỉ? Thực hiện cũng tương tự như vậy thôi đúng không? Bây giờ cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn của A cộng 2 cộng căn 2. Có nghĩa là cô sẽ coi cái này là A này. Đây là B. Muốn mất căn thì bắt buộc phải đưa về A bình phương trừ B bình phương. Thì chúng mình chỉ cần có A trừ B rồi. Thì các bạn nhân với A cộng B. Thì sẽ được A bình trừ B bình thì sẽ mất căn. Đúng không? cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn a cộng 2 cộng căn 2. Khi đó trên tử vẫn giữ nguyên là a nhân căn a cộng 2 cộng căn 2. Dưới mẫu thì sẽ bằng căn của a cộng 2 tất cả bình phương trừ đi căn 2 bình phương. Trên tử cô vẫn giữ nguyên này, dưới mẫu sẽ bằng a cộng 2 trừ đi 2. Rút gọn cho cô dưới mẫu là bằng a. Vậy ở đây chúng ta sẽ có trên tử có a, dưới mẫu có a, rút gọn đi Kết quả cuối cùng là căn của A cộng 2 cộng căn 2. Từ đó chúng ta sẽ có thêm phần chú ý như sau. Với các biểu thức ABC mà A lớn hơn hoặc bằng 0, B lớn hơn hoặc bằng 0 và A khác B, ta có C trên căn A cộng căn B bằng C nhân căn A trừ căn B trên A trừ B. À, đã mất căn. Tiếp tục tương tự C trên căn A trừ căn B sẽ bằng C nhân với mở ngoặc căn A cộng căn B đóng ngoặc trên A trừ B. Căn A trừ căn B sẽ được gọi là biểu thức liên hợp của căn A cộng căn B và ngược lại căn A cộng căn B được gọi là một biểu thức liên hợp của căn A trừ căn B. Bây giờ từ ví dụ số 6, các bạn thực hiện cho cô phần luyện tập 6 nào. Để bài yêu cầu là trục căn thức ở mẫu của 1 trên căn của x cộng 1 trừ đi căn x Với điều kiện ở đây là x sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 Khi mà x lớn hoặc bằng 0 thì các biểu thức dưới dấu căn đều có nghĩa rồi nhé Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với Đây chính là căn A trừ căn B này thì chúng ta sẽ nhân với biểu thức liên hợp là căn A cộng căn B. Khi đó ở trên tử cô sẽ có là căn của x cộng 1 cộng với căn x. Đóng mở ngoặc nhân 1 thì thôi cô bỏ luôn nhân 1 nhé. Dưới mẫu nào? Dưới mẫu cô viết luôn là bằng căn của x cộng 1 tất cả bình phương trừ đi căn x bình phương. Đúng không? Căn A trừ căn B nhân căn A cộng căn B thì chính là A trừ B. Rồi đến đây cô sẽ có bằng căn x cộng 1 cộng căn x trên x cộng 1 trừ đi x. x trừ x là mất này. Như vậy còn 1, mẫu có 1 thì chúng ta bỏ đi, bỏ mẫu đi cho cô. Còn lại tử là căn x cộng 1 cộng căn x. Đây chính là kết quả. Đó, luyện tập số 6 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần bài tập của tiết học ngày hôm nay. Bài số 1 nào. Đề bài yêu cầu là áp dụng quy tắc về căn bậc 2 của một bình phương. Hãy rút gọn biểu thức sau. Ý A nhỏ căn của mở ngoặc 5 chữ x đóng ngoặc bình phương với điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 5. Bây giờ chúng ta sẽ đưa bình phương về giá trị tuyệt đối và xét xem là biểu thức trong giá trị tuyệt đối đó lớn hơn không hay nhỏ hơn không để xác định được dấu. Và từ đó chúng ta sẽ phá dấu giá trị tuyệt đối nhé. Cô viết lại này, căn của A bình phương. Cô viết màu đỏ các bạn dễ nhìn hơn nhé. Căn của A bình phương sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A. Và sẽ có hai trường hợp bằng A nếu như A lớn hơn hoặc bằng 0. Bằng trừ A nếu như A nhỏ hơn 0. Áp dụng cho cô công thức này. Bây giờ ý A trước nào. Chúng ta sẽ có căn của 5 trừ x đóng hoặc bình phương thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 5 x. Và bằng gì đây ạ? À? 5 x hay x 5 nhỉ? Đề bài cho là x lớn hơn hoặc bằng 5. Vậy có nghĩa là x 5 sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó giá trị tuyệt đối của 5 x sẽ bằng x 5. Bởi vì x trừ 5 lớn hơn hoặc bằng 0 khi x lớn hơn hoặc bằng 5. Đúng không? Ý B nào? Căn của x trừ 3 đóng hoặc mũ 4. Cô thấy ý B không có điều kiện để chúng ta xem là có cần điều kiện hay không nhé. Sẽ bằng x trừ 3 tất cả mũ 4. Cô sẽ tách bằng x trừ 3 tất cả mũ 2. Sau lại tiếp tục mũ 2 một lần nữa. Cô viết ra này căn bậc 2 của mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc mũ 2. Tiếp tục mũ 2 thêm một lần nữa. Đúng không? Mũ 2 mũ 2 thì chính là mũ 4 là 2 nhân 2 này. Rồi đến đây cô sẽ có là bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 3 bình phương. Vì x trừ 3 tất cả mũ 2 thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 rồi. Vậy cho nên là khi phá dấu giá trị tuyệt đối này, cô có ngay được kết quả là x -3 trừ 3 tất cả bình phương mà không cần điều kiện gì hết nhé. Đây là với mọi số thực của x đều phá được ra như vậy. Tiếp tục ý C nào. Ý C cô sẽ có căn của y cộng 1 tất cả mũ 6 với điều kiện là y nhỏ hơn âm 1. Nào mũ 6 này chúng mình sẽ tách như thế nào đây ạ? Căn của mở ngoặc y cộng 1 đóng ngoặc mũ 3. Sau đó tất cả mũ 2 Đúng không? 6 thì chính là 3 x 2 Rồi đến đây cô sẽ có là bằng giá trị tuyệt đối của Y cộng 1 tất cả mũ 3 Mũ 3 thì khác với mũ 2 nhé Mũ 2 chúng ta có thể kết luận được ngay dấu Tuy nhiên mũ 3 thì không này Vì thế đề bài ở đây đã cho là Y nhỏ hơn âm 1 Y nhỏ hơn âm 1 thì Y cộng 1 sẽ nhỏ hơn 0 Hay nói cách khác là Y cộng 1 tất cả mũ 3 cũng sẽ nhỏ hơn 0 Do đó, giá trị tuyệt đối của y cộng 1 tất cả mũ 3 sẽ bằng trừ mở ngoặc y cộng 1 tất cả mũ 3. Vì y cộng 1 tất cả mũ 3 nhỏ hơn 0 khi y nhỏ hơn âm 1. Rồi, đó là bài tập số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài tập số 2 nào. Quan sát và đọc cho cô yêu cầu của đề bài bài tập số 2 nào. Áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một tích, hãy rút gọn các biểu thức sau. Ý A nhỏ. Căn của 25 nhân với A cộng 1 tất cả bình phương, với điều kiện là A lớn hơn âm 1. Nào chúng mình ghi nhớ lại công thức nào. Cô có căn của A nhân B thì sẽ bằng căn A nhân căn B với điều kiện AB không âm. Ở đây cô có 25 chắc chắn là lớn hơn 0 này. A cộng 1 tất cả bình phương luôn luôn lớn hơn bằng 0. Khi đó cô sẽ viết được là bằng căn 25 nhân căn của A cộng 1 tất cả bình phương bằng 5 nhân giá trị tuyệt đối của A cộng 1. Đề bài cho là A lớn hơn âm 1, vậy nên là A cộng 1 sẽ lớn hơn 0. Vậy giá trị tuyệt đối của A cộng 1 thì sẽ bằng A cộng 1, 5 nhân A cộng 1. Bởi vì A cộng 1 lớn hơn 0 khi A lớn hơn âm 1. Đó là câu A. Câu B nào. Cô B cô có căn của x bình phương nhân với x trừ 5 tất cả bình phương với điều kiện là x lớn hơn 5 x bình thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 này x trừ 5 tất cả bình phương cũng luôn luôn lớn hơn bằng 0 khi đó chúng ta sẽ viết bằng căn của x bình nhân với căn của x trừ 5 tất cả bình thì sẽ bằng giá trị tuyệt đối của x nhân giá trị tuyệt đối của x trừ 5. Phá dấu nào. Đề bài cho là x lớn hơn 5. Vậy nên là giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng x này. x lớn hơn 5 lên x trừ 5 sẽ lớn hơn 0. Giá trị tuyệt đối của x trừ 5 khi đó sẽ bằng x trừ 5. Chúng ta mở ngoặc vì lý do đấy cho cô nhé. x lớn hơn 5. Vậy nên là x trừ 5 lớn hơn không? Tiếp tục ý C. Ý C cô có căn 2B nhân với căn 32B với điều kiện là B lớn hơn 0. Vì B lớn hơn 0 vậy nên là 2B và 32B đều lớn hơn 0. Khi đó căn A nhân căn B cô sẽ viết bằng căn của A nhân B có nghĩa là bằng căn của 2b nhân với 32b sẽ bằng căn của 64b bình phương. À đến đây chúng mình lại tách ra. Bằng căn 64 nhân căn b bình phương bằng 8 nhân giá trị tuyệt đối của b. Vì đề bài cho b lớn hơn 0 nên giá trị tuyệt đối của b sẽ chính là b. Kết quả cô thu được bằng 8b. Vì b lớn hơn 0. Cuối cùng là ý D nào. căn 3c nhân với căn của 27c mũ 3 với điều kiện c lớn hơn 0. Vì c lớn hơn 0 nên 3c và 27c mũ 3 đều lớn hơn 0. Như vậy tương tự như ý C, cô sẽ có là bằng căn của 3c nhân 27 c mũ 3 sẽ bằng căn của 81 c mũ 4. À đến đây chúng ta lại tiếp tục tách ra bằng căn 81 nhân với căn c mũ 4 bằng 9 nhân giá trị tuyệt đối của c bình phương. Ở đây cô có thể viết được luôn giá trị tuyệt đối của C bình phương thì sẽ bằng C bình phương. Bởi vì là C bình thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta không cần đến điều kiện C lớn hơn 0 nhé. Chúng ta sẽ có là bằng 9C bình phương. Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 3 nào. Đề bài của bài tập số 3 yêu cầu là áp dụng quy tắc về căn thức bậc 2 của một thương. Hãy rút gọn cho cô các biểu thức sau đây. A nhỏ Căn bậc 2 của mở ngoặc 3 trừ A đóng ngoặc bình phương trên 9 với điều kiện là A lớn hơn 3. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc lại cho cô này. Căn của A trên B thì sẽ bằng căn A trên căn B với điều kiện là A không âm và B dương. Theo đúng như công thức này, đầu tiên là cô sẽ có 3 chữ A tất cả mũ 2 thì chắc chắn là lớn hơn bằng 0 rồi. 9 thì lớn hơn 0, theo đúng như công thức. Ta viết được bằng căn của 3 chữ A đóng ngoặc bình phương trên căn 9. Đến đây cô sẽ có bằng giá trị tuyệt đối của 3 chữ A trên 3. Bây giờ chúng ta sẽ xác định cho cô dấu này. Vì đề bài cho là A lớn hơn 3, nên A trừ 3 sẽ lớn hơn 0. Vậy giá trị tuyệt đối của 3 chữ A sẽ bằng A trừ 3. Dưới mẫu vẫn là 3. Mở ngọc cho cô là vì A lớn hơn 3. Vậy nên a 3 sẽ lớn hơn 0. Tiếp tục câu b nào. Câu b thì ngược lại so với câu a đúng không? Căn bậc 2 của 75x mũ 5 trên căn bậc 2 của 5x mũ 3. Với điều kiện là x lớn hơn 0, vì x lớn hơn 0 nên 75x mũ 5 và 5x mũ 3 sẽ lớn hơn 0 thì áp dụng được công thức này ta sẽ có là bằng căn của 75x mũ 5 trên 5x mũ 3. Các bạn rút gọn cho cô nào. 75 chia 5 thì sẽ bằng 15. Sẽ bằng căn bậc 2 của 15 này nhân với x mũ 5 ở dưới mẫu là x mũ 3 thì sẽ còn x mũ 2. Thế nên chúng ta lại tiếp tục tách ra Cô biết xuống dưới nhé. Bằng căn của 15 nhân với căn của x bình phương. Tiếp tục bằng căn của 15 cô giữ nguyên. Nhân với giá trị tuyệt đối của x. Vì đề bài cho là x lớn hơn 0 nên giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng x. Vậy kết quả cuối cùng cô có là căn 15 nhân x mở ngoặc vì x lớn hơn 0 ý C nào Căn bậc 2 của 9 trên x bình trừ 2x cộng 1 Với điều kiện là x lớn hơn 1 Ở đây cô thấy rằng có tử là 9 lớn hơn 0 rồi x bình trừ 2x cộng 1 chính là x trừ 1 tất cả bình phương và vì đề bài cho là x lớn hơn 1, vậy nên là x 1 sẽ lớn hơn 0. Hay nói cách khác là x 1 tất cả bình phương cũng sẽ lớn hơn 0. Để áp dụng theo đúng công thức, cô sẽ có là bằng căn của 9 trên căn của x bình trừ 2x cộng 1 thì cô viết luôn là hàng đẳng thức x 1 tất cả bình phương nhé. Nên chúng ta sẽ có là bằng 3 trên giá trị tuyệt đối của x trừ 1 và bằng 3 trên x trừ 1. Vì đề bài cho x lớn hơn 1 nên x 1 sẽ lớn hơn 0. Vì x lớn hơn 1 nên x 1 lớn hơn 0. Do đó là cô đã viết được giá trị tuyệt đối của x trừ 1 thì bằng x 1. Cuối cùng là câu C. Cô xin lỗi câu D nào. À, câu D nhìn hơi phức tạp một chút đúng không? Ta có căn bậc 2 của x bình trừ 4x cộng 4. Dưới mẫu sẽ là x bình cộng 6x cộng 9. Với điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 2. Thì ở đây cô thấy trên tử chính là hàng đẳng thức x trừ 2 tất cả bình phương. Còn dưới mẫu thì là x cộng 3 tất cả bình phương. Do đó x trừ 2 tất cả bình phương thì luôn luôn lớn hoặc bằng 0 rồi Và ở dưới mẫu là x cộng 3 tất cả bình phương sẽ lớn hơn hẳn 0 Bởi vì sao nhỉ? Đề bài cho là x lớn hơn hoặc bằng 2 Vậy nên là x cộng 3 của cô chắc chắn là sẽ lớn hơn hẳn 0 nhé Hay nói cách khác là x cộng 3 tất cả bình phương sẽ lớn hơn 0 Vậy theo đúng như công thức ta sẽ có là bằng Căn bậc 2 của cô viết luôn về hạng lượng thức này x trừ 2 tất cả bình phương. Trên căn bậc 2 của x cộng 3 tất cả bình phương sẽ bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 2 trên giá trị tuyệt đối của x cộng 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định cho cô dấu. Đề bài cho x lớn hơn hoặc bằng 2 nên x trừ 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Để cô viết xuống dưới nhé Vì này X lớn hơn hoặc bằng 2 Nên là chúng ta sẽ có X trừ 2 Lớn hơn hoặc bằng 0 Và x cộng 3 Sẽ làm sao nhỉ Lớn hơn hoặc 0 Đúng không? Vì x lớn hơn hoặc bằng 2 rồi Mà lại cộng thêm 3 nữa Thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn 0 Vì đó chúng ta sẽ kết luận được Ở đây là bằng x 2 trên x cộng 3. Đó là bài tập số 3. Thế là chúng mình chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Đề bài của bài tập số 4 yêu cầu là hãy chụp căn thức ở mẫu. Đầu tiên là cô sẽ có ý A nhỏ. 9 trên 2 căn 3 Trục căn thức ở mẫu có nghĩa là chúng mình sẽ làm biến mất căn ở dưới mẫu đi. Thì ở đây cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn 3. Chúng ta sẽ có 9 căn 3 trên 2 nhân căn 3 nhân căn 3 chính là căn 3 bình phương. Sẽ bằng 9 căn 3 trên 2 nhân 3 là bằng 6 này. Các bạn rút gọn đi bằng 3 căn 3 trên 2. Câu a thì rất là đơn giản rồi. Tiếp tục câu b nào. Câu b cô có 2 trên căn a. Với điều kiện là a lớn hơn 0 rồi nên căn thức này đã có nghĩa rồi nhá. Cô nhân cả tử và mẫu với căn a. Cô có 2 căn a trên a. Căn a nhân căn a thì chính là căn a bình phương. Căn a bình phương là bằng a. Được chưa? Ý c nào? 7 trên 3 trừ căn 2. À, chúng mình sẽ nhân cả tử và mẫu với 3 cộng căn 2 để đưa về hạng đẳng thức A bình trừ B bình. Cô có 7 nhân với 3 cộng căn 2. Ở dưới mẫu sẽ là 3 trừ căn 2 nhân 3 cộng căn 2. À, A ở đây đóng vai trò chính là số 3 này. Căn 2 chính là B. Như vậy A trừ B nhân A cộng B thì sẽ bằng A bình trừ B bình. Khi đó chúng ta sẽ mất đi căn 2 nhé. Rồi cô có là bằng 7 nhân với 3 cộng căn 2. Đóng không? Dưới mẫu cô có là 9, 3 bình phương là 9, trừ đi căn 2 bình phương là 2. Như vậy là 7 nhân mở ngoặc 3 cộng căn 2 trên 7 thì chúng ta rút gọn luôn số 7 ở trên tử và dưới mẫu. Kết quả cuối cùng sẽ bằng 3 cộng căn 2. Tiếp tục chuyển cho cô sang ý D nào. Ý D cô có 5 trên căn x cộng 3. Với điều kiện ở đây là x sẽ lớn hơn 0 và x khác 9 thì biểu thức này của chúng ta có nghĩa nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ có là bằng nào cô nhân cả tử và mẫu với căn x trừ 3 5 nhân căn x trừ 3 dưới mẫu chúng ta sẽ có căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3 đến đây sẽ bằng 5 nhân căn x trừ 3 ở dưới chính là căn x tất cả bình phương trừ đi 3 bình phương Thì sẽ chính là x trừ đi 9 Đúng không nào? Đây chính là kết quả luôn nhé Chúng ta không rút gọn nữa Tiếp tục ý E Căn 3 trừ căn 2 trên căn 3 cộng căn 2 À, bây giờ chúng ta sẽ nhân cho cô với biểu thức liên hợp. Ở đây là căn A cộng căn B. Thì các bạn sẽ nhân với căn A trừ căn B. nó sẽ có là căn 3 trừ căn 2 nhân với căn 3 trừ căn 2. Ở dưới mẫu cô sẽ viết luôn là A trừ B nhé. Có nghĩa là 3 trừ 2. Rồi đến đây chúng ta sẽ viết được là bằng căn 3 trừ căn 2 tất cả bình phương. 3 trừ 2 thì bằng 1 ở dưới mẫu rồi thì cô bỏ luôn mẫu. Đây cô sẽ có, chúng ta phá hẳn thức đi. Là 3 trừ đi 2 lần căn 3 nhân căn 2 là căn 6 này. Cộng với 2 thì sẽ bằng 5 trừ 2 căn 6. Tiếp tục ý G nào. 1 trên căn x trừ căn 3 Với điều kiện là x sẽ lớn hơn 0 và x khác 3 thì biểu thức này sẽ có nghĩa. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện nhân với biểu thức liên hợp. Ở đây cô có căn a trừ căn b rồi thì sẽ nhân cả tử và mẫu với căn a cộng căn b. Có nghĩa là nhân với căn x cộng căn 3. Rồi chúng mình sẽ có là bằng ở trên sẽ là căn x cộng căn 3. Dưới mẫu cô viết luôn là a trừ b là x trừ đi 3. Được không nhỉ? Và đó chính là kết quả luôn nhé. Để tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 5. Đề bài của bài tập số 5 yêu cầu là rút gọn biểu thức. Cô viết lại đề bài của biểu thức này. căn a trên căn a trừ căn b trừ đi căn b trên căn a cộng căn b tiếp tục trừ đi 2b trên a trừ b ở đây cô có điều kiện để biểu thức này có nghĩa là a lớn hơn hoặc bằng 0, b lớn hơn hoặc bằng 0 và a khác b. Rồi với bài tập số 5 này thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đây ạ? À các bạn sẽ áp dụng bài tập số 4 là trục căn thức ở mẫu. Với biểu thức đầu tiên và biểu thức thứ hai sau khi mà có cùng mẫu thức rồi thì chúng ta sẽ thực hiện quy đồng như bình thường đầu tiên là cô sẽ có này căn a trừ căn b nó sẽ nhân cho cô với biểu thức liên hợp là căn a cộng căn b vậy cô sẽ nhân cả tử và mẫu với căn a cộng căn b cô có căn a bằng này căn a nhân với căn a cộng căn b đóng mở ngoặc cho cô nhé ở dưới mẫu thì chúng mình viết luôn là bằng a trừ b Tương tự với bên này, biểu thức liên hợp sẽ là căn A trừ căn B. Vậy cô nhân cả tử và mẫu với căn A trừ căn B. Ở dưới mẫu cũng sẽ là A trừ B. Ở đây là 2B trên A trừ B thì cô giữ nguyên. Được chưa? Đến đây chúng ta thấy là cùng mẫu thức là A trừ B rồi. Thì các bạn sẽ thực hiện nhóm lại quy đồng cho cô. Nhân ra luôn nhé. Căn A nhân căn A sẽ là A cộng với căn A nhân căn B. Vì A và B là lớn hơn hoặc bằng 0 rồi nên cô sẽ viết là bằng căn AB. Trừ đi căn B nhân căn A cũng chính là căn AB. Tiếp tục căn B nhân với trừ căn B thì sẽ là trừ B. Trừ đi trừ B là cộng B này. Các bạn chú ý dấu cho cô ở phần này. Rồi tiếp tục trừ đi 2B Dưới mẫu sẽ là A trừ B Rồi đến đây chúng ta sẽ rút gọn cho cô nào Căn AB trừ đi căn AB là mất này A cộng B trừ 2B B trừ 2B thì sẽ là trừ B Vậy ở trên tử cô sẽ có là bằng A trừ đi B Dưới mẫu cũng là A trừ B A trừ B trên A trừ B thì sẽ bằng 1. Vậy ở bài số 5, biểu thức này cô rút gọn được kết quả bằng 1. Ở đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay đúng không? Tuy nhiên chúng ta sẽ có thêm một phần tìm tòi và mở rộng, phần này là phần đọc thêm nhé. Các bạn quan sát này, bất đẳng thức câu chi thì bất đẳng thức này sẽ áp dụng rất nhiều trong các bài toán tìm mắc min. Chúng ta sẽ quan sát cho cô này. Đây là tên của một nhà toán học người Pháp có những đóng góp to lớn cho toán học ở thế kỷ 19. Ông sinh năm 1789 và mất năm 1857. Bất đẳng thức cao chi mang tên ông có rất nhiều ứng dụng trong việc chứng minh các bất đẳng thức và giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các biểu thức. Bất đẳng thức cao chi cho hai số là A cộng B trên 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng căn AB với A và B là hai biểu thức làm sao đẹp là hai số không âm. Bất đẳng thức này còn được gọi là bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân. Ta có thể chứng minh bất đẳng thức số 1 như sau. Từ căn A trừ căn B tất cả bình phương lớn hơn hoặc bằng 0, nên chúng ta sẽ suy ra được A trừ 2 căn B, căn A b cộng với B lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Đây chính là đẳng thức này. Chúng ta phân tích cho cô nhé. Căn A trừ căn B tất cả bình phương, thì khi mà phá ra thì chúng ta sẽ có là căn a tất cả bình phương trừ đi hai lần căn a nhân căn b cộng với căn b tất cả bình phương đúng không chính là a trừ hai căn ab cộng b lớn hơn hoặc bằng không từ đó cô suy ra này a cộng b sẽ lớn hơn hoặc bằng mình chuyển vế sang bên này sẽ là lớn hơn hoặc bằng hai căn ab hay nói cách khác là nhân cả hai về với 1 phần 2 Chúng ta sẽ có A cộng B trên 2 lớn hơn hoặc bằng căn của A nhân B Được chưa Đây được gọi là bất đẳng thức cao chi Chúng ta ghi nhớ bất đẳng thức này để áp dụng vào tất cả các bài toán chứng minh Hay là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nhé Vậy là cô và các em đã học xong bài số 4 trong chương 3 một số phép biến đổi căn thức bậc 2 của biểu thức đại số trang 67 sách giáo khoa toán 9 cánh diều. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài dạng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.